Viên này trái chưa già nè, trái còn non. Viên này trái còn non nữa các bạn. Này là trái chín quá. Cái này cái tơ nè. Đây xin trái nè. Cây nhỏ. Dạ. Dạ. Cái này hư rồi. Đây hai trái gốc này không ngon. Wow, đây là cây lộc nhãn nè các bạn, trái nhiều lắm. Có 1 cây à? À, nuôi cây lộc nhãn các bạn xem, trái rất là sai luôn, rất là nhiều trái. Nhiều trái luôn á. Nó cho trái luôn. Sai lắm, sai luôn. Chỉ có 1 cây thôi. Mình sẽ quay gần lại cho các bạn nhìn xem nha. Này. Nhiều trái dữ lắm. Đây là cái gốc nhãn nè các bạn, có một gốc một à, lâu năm rồi. Đây con gốc một, nó tàn rất là nhiều, quá cho trái. Đây mình giơ gần lên các bạn xem nha, trái rất là to, nhãn này rất là thơm, nhưng mà có điều là hột nó rất là lớn ha. Mà được có một phiếu mà nó là trái nhiều thôi. Thế ở trong này là trái ít lắm, chỉ có vài trái rồi. Dễ dàng mấy bên kia trái nhiều lắm, mình đi quay cái cây này nhưng mà vàng trái bên kia các bạn xem ha. Ít là mấy trong thôi chứ mấy ngoài là nhiều trái dữ lắm. Nhưng mà có cái mầm nó che lại nè các bạn. Cái mầm nó che lại rồi. Nhưng mà trái nhiều lắm nhiều nha. Giữ cho trái luôn. Đây mình đi qua phía bên kia mình quay cái cây nhãn này nhưng mà trái bên kia cho các bạn xem. Đây là phía ngoài nè các bạn. Chín nhiều lắm. Đến đây thì ít trái à.
Chỉ có một cây nhãn thôi mà trái quá thì trái rồi. Quê này là ở đây là ở phòng Vinh Điền. Cái cốc nè có trái ra nha. Nhiều trái lắm á. Dạ. Gốc trái thơm quá. Trời thơm. Hết thì trái rồi. Có bốm, có dơi gì bay tè le tùm lum hết trơn các bạn ơi. Nhãn này giờ ít thấy ai trồng lắm mà các bạn. Hôm nào cây nhãn này nó cũng cho trái sai vậy. Nhiều trái lắm. Hey.
Nhãn này nó rất là thơm luôn á. Bây giờ kiếm nhãn này rất là khó luôn á. Nhãn này kiếm bây giờ đi ra chợ mua